À, hiện tại thì mọi người đang rất là tất bật để chuẩn bị cho cái show diễn chiều nay vào lúc 5 giờ. Không có đồng hồ nhưng mà nhìn giống như có đồng hồ nè mọi người. 5 giờ ha, bây giờ là 4 giờ rưỡi. Bây giờ Mira đang rất là tích cực gắn tóc giả. Ủa, sao cái gì? Anh nói là em gắn tóc giả. Tóc em là tóc giả thường. Tóc em là tóc giả thật. Anh rờ đi rất mềm mịn. Đúng rồi. Ây da, đau. Ủa, là đau. Đau là tóc thật. Đau là tóc thật đó mọi người. Cảm nhận em giờ sao, rung không? Em á hả, em đi không có thời gian ngủ, không có thời gian buộc tóc đây. Vậy hả? Không mọi sao, ở bên đây có nhạc sĩ đang ồn á. Nhìn em và trên mặt mọi người rất thanh xuân. Em giống như là một cô gái 18 tuổi á. 18 tuổi. Nhưng mà đừng có nói chuyện vậy. Có 15. 15 người ta cũng nói chuyện bình thường lắm. 15. Chứ không có bệnh như vậy. Trời. Em có em bệnh rồi. Hả? À, đúng rồi. Em bệnh rồi, ai xong ca với anh? Quên, lát nữa nói xong ca với Chuông một bài. Đã. Anh muốn em phá bài rồi. Thôi đừng, em thôi chứ là em. Dạ anh, em xinh đẹp. Em tuyệt vời lắm. Cảm ơn. Em sang trọng lắm. Em cảm ơn anh. Rồi, hy vọng mọi người hãy đón xem chương trình Lá Cà Hát Ca. Vừa đi vừa ngân nga nha. Xin chào. Xin chào. Thật ra 5 phút nữa sân khấu thì nói chung mấy anh em cũng đang rất là hồi hộp và sung. Bởi vì sao là thường là những cho sinh viên, các bạn sinh viên thì mấy anh em thường sẽ chọn những cái bộ trang phục mà nó trẻ trung năng động hợp với các bạn. Và ngày hôm nay thì tôi thấy là tất cả các anh em đều đang chuẩn bị sẵn sàng để trong cái đêm nhạc mà với chủ đề là thanh xuân có bạn thì chắc chắn sẽ một đêm nhạc đầy màu sắc rồi. Mọi người biết tại sao tôi đứng đây không? Tôi chờ. Bây giờ make up chỉ có hai người nghệ sĩ make up thôi, và họ phải từ dưới thành phố Hồ Chí Minh lên đây rất là cực khổ và để make up cho năm nghệ sĩ chúng tôi tới đây tôi hát. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao một gọi là music producer nha, một người là chỉ đứng sau cánh gà nói là thôi tôi không thích lên sân khấu đâu, nhất quyết không lên sân khấu. Nhưng mà nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi tập luyện cho các bạn sinh viên xong vẫn chưa làm cái mái tóc giả xong. Bạn biết tại sao 2 tiếng đồng hồ qua bạn mất công tập luyện không? Bởi vì lâu lắm rồi bạn không đi hát. Không phải. K.O. Cho em hỏi là bạn giám đốc âm nhạc khi nào xong ạ? 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa giám đốc âm nhạc xong thì sẽ làm tới tóc cho bạn biên kịch kim ở nhà viết truyện nhá. Biên kịch kim nhà viết truyện. Kim tác giả viết truyện, viết lời văn. Hay quá. Lồng tiếng. Lồng. Còn không thấy ca sĩ đâu hết. Ca sĩ lâu lâu mới làm. Ca sĩ lâu lâu mới làm thôi. Đây là những cái phục trang mà chúng tôi hay thấy trong những cái bộ phim nhập kinh phí thấp đó mọi người. Để tao lên rồi. Khoát cái áo lên coi. Được. Thì người ta phải đầu tư vậy nè. Đầu tư cái gì? Tại sao? Chỗ học sinh may mắn. Sách học sinh may mắn. À, một tí nữa là anh diễn ở ngoài trời. Đúng vậy. Là anh sẽ luôn rồi các bạn. Dặn cây thông. Anh sẽ làm cái cây không ai thấy anh gì hết. Anh tệ. Con xin cho hỏi rằng là cái logic của cái việc là chọn cái màu này và cái màu này nó phối với nhau là thích cái ba lét là như thế nào vậy đó? Là thích như vậy đó hả? Bộ đồ của tôi đi kèm rất là rồi. Sao đánh nền sao mà nền nó chét nó dính vô xuống áo vậy? Con bia nó phá nó hấp cái tay. Còn thứ nền nó dính luôn nè. Cái này mà nền đâu? Giám đốc âm nhạc mà mình cái quần mà đến gió lùa vô cả tóc. Anh nói gì vậy, đêm nay em cũng hát mà sao anh cứ nói về một giám đốc âm nhạc. Oh yeah. Bữa thì nói với em là cái đàn tắt nhạc sĩ. Cái đàn producer bên đây thì cho giám đốc âm nhạc tôi không được hát, tôi phải hát. Gì? Tại vì cái tóc này mà vẫn nhất quyết làm. Nãy giờ là làm gì đây? Đó, đó, mọi người lại coi rõ ràng tôi mới vô nhà chung chung. Vẫn làm luôn. Vẫn làm. Em có đói bụng nhưng em không ăn. Tại vì em sợ đầy bụng em hát không nổi. Em sẽ thường uống sữa hoặc là em ăn nhẹ một trái cây là cái gì đó cho nó có đường, cho nó có năng lượng. Em chọn sữa. Ví dụ. Em chọn ví dụ. Hello, xin chào mọi người. Thật ra là bọn anh đã bị ho 4-5 ngày nay rồi, nhưng mà đã nhận tham gia chương trình Lá Cà Hát Ca rồi, cho nên mình cũng rất là cố gắng để mà enjoy cùng với tất cả các bạn. Đáng lẽ là bọn anh chỉ có xuất hiện buổi chiều để hát cùng với mọi người thôi, nhưng mà cũng ham vui nên là buổi sáng cũng đi chơi với tất cả các bạn sinh viên, cũng la hét, cũng nói chuyện. Thành ra là bây giờ tới chiều thì cái giọng nó cũng hơi thấy ghê. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng hết sức để mà hát cùng với các bạn sinh viên tối nay. Bọn cũng muốn là có một cái show thật là vui cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ và tất cả khán giả. Mọi người hãy cùng đón chờ Lá Cà Hát Ca cùng với Bảo Anh và tất cả các anh chị em nghệ sĩ nha.
trân trọng giới thiệu chúng tôi là ban nhạc La Gà Hát Ca. Sự cảm thấy là rất là xúc động với tình cảm của các khán giả tại Đà Lạt. Hôm nay mưa rất là lớn và rất là lâu. Bọn ngồi ở trong mà còn ướt hết cả váy. Mình cảm thấy là xót cho mấy bạn đứng ở ngoài. Mấy bạn ướt hết trơn rồi nhưng mà mấy bạn vẫn ở lại và vẫn chờ đến những cái phần trình diễn của các anh chị em nghệ sĩ trong chương trình. Bọn đã nói cảm ơn rất là nhiều rồi nhưng mà có lẽ là không có lời cảm ơn nào là đủ dành cho những khán giả mà đã yêu âm nhạc của bọn cũng như là các nghệ sĩ. Bọn hy vọng là cái tình cảm này của mọi người sẽ mãi luôn ở đó để trở thành động lực cho bọn cũng như là các anh chị em nghệ sĩ có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Mọi người hãy cùng chờ đón chương trình La Gà Hát Ca vào 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 và số đầu tiên có bọn tham gia nhé. Bye bye. Thank you. Love you. Hy vọng chúng tôi sẽ cùng gặp lại các bạn một dịp gần đây nữa, gần nhiều hơn nữa và chục lần nữa. Cảm ơn tất cả các bạn sinh viên.